Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính đảnh lễ Thượng tọa Thích Thanh Nguyên, viện chủ Thiền viện Bồ Đề. Thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng tại Thiền viện Bồ Đề. Xin tri ân các ngài đã cho chúng con cái nhân duyên được về Thiền viện Bồ Đề. Năm nay con lại có nhân duyên để về đây chia sẻ pháp thoại và thăm quý Phật tử trong đạo tràng tu tập Bát Quan Trai. Xin thân mến chào toàn thể quý Phật tử. Quý Phật tử thân mến, trong cuộc đời của chúng ta, ai cũng có những cái gọi là nỗi khổ, niềm đau. Con người có hạnh phúc đến mấy, giàu sang đến mấy, thuận duyên đến mấy, rồi vẫn phải học cái từ đau khổ. Bởi kiếp sống trong cuộc đời này, thì cái bản chất của cuộc đời này đó là bất như ý, đó là vô thường, đó là không mãi trường tồn, không mãi còn những điều mình mong muốn, không phải như ý theo những điều mình mong đợi. Bản chất cuộc sống là khổ, vô thường và vô ngã. Đức Phật nói cho mình biết cái quy luật, cái bản chất cuộc sống là như vậy. Nếu mình luôn luôn tu tập chánh niệm, quán chiếu thì nó hóa giải rất nhiều sự khổ đau. Nhưng mình học là như thế, mình nghe pháp là như thế, nhưng khi những điều không như ý, những mất mát, những tổn thương nó đến thì chúng ta lại khổ đau, lại nước mắt và lại nghĩ tại sao cuộc đời mình như thế. Cho nên có những cái nỗi khổ nó theo mình từ khi sống đến lúc chết, và không biết là sẽ theo cho đến kiếp sống nào. Bởi vì đời sống này gọi là luân hồi mà, kiếp này đến kiếp khác. Mình không tu tập, không chuyển hóa thì con người ta khổ đau mãi. Do chuyển hóa cho nên mình hóa giải những nỗi niềm đau khổ. Còn có những con người sáng buồn rồi là chiều vui, rồi sáng vui chiều buồn, hay buồn một chút rồi hết, rồi khóc một tí rồi là lại vui. Những cái não phiền đó thì nó liên tục, hầu như ngày nào giờ nào trong tâm của chúng ta cũng liên tục những cái buồn, hết buồn đến vui, hết vui lại buồn, gọi là những não phiền trong cuộc sống. Cho nên chúng ta biết tìm tới Phật Pháp để tu tập, nghĩa là chuyển hóa. Muốn chuyển hóa, chúng ta phải sống trong chánh niệm. Chánh niệm như thế nào? Phải có các pháp tu. Thì cái pháp thoại hôm nay sư đến với đạo tràng của Thiền viện Bồ Đề sẽ mang tên làm thế nào để xua tan đi những não phiền trong cuộc sống. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời dạy của Đức Thế Tôn, con người ta muốn xua đi những ưu phiền, muốn hóa giải những nỗi khổ niềm đau, thì chúng ta cần phải thực hành đầy đủ ba pháp. Chỉ cần thực hành ba pháp sau đây thì chúng ta sẽ bớt khổ đau, bớt buồn phiền, không có than van nữa, không trách móc nữa, và phải cảm ơn cuộc đời bởi vì con được thân người, con được nghe Phật Pháp. Đức Phật dạy như thế nào? Hãy thực hành ba pháp sau đây. Thứ nhất, phải hộ trì các căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý đều được hộ trì trong chánh niệm. Mà khi con người chúng ta sống mà các căn luôn được hộ trì thì những cái tạp niệm, những cái khổ đau, những cái suy nghĩ mông lung phóng túng nó cũng là bị phân tán đi rất là nhiều. Hộ trì các căn được phước báo, hộ trì các căn được chánh niệm, hộ trì các căn được giảm thiểu nỗi khổ niềm đau và những ưu phiền trong cuộc sống. Cho nên mình nghe pháp, nó được một cái điều là đã được nghe và lại được tăng phước báo và chuyển hóa được ưu phiền trong cuộc đời. Ngoài hộ trì các căn, điều thứ hai, việc ăn uống phải được tiết độ. Và không chỉ ngày tu bát quan trai, mà người Phật tử thuần thành họ luôn luôn giữ chừng mực trong việc ăn uống. Họ nói không với các chất gây say, gây nghiện. Họ nói không đối với xương, thịt, chúng sanh. Họ giữ cái thân thể nhẹ nhàng, tâm từ bi tăng trưởng, bởi vì là luôn luôn chánh niệm tỉnh giác ngay trong việc ăn uống. Như vậy các căn được hộ trì, ăn uống thì điều độ, tâm trí thì chánh niệm tỉnh giác trong các pháp tu, như là ngồi thiền, như là tụng kinh, như niệm Phật, như lạy sám hối, như là nghe pháp. Khi chúng ta luôn luôn tu tập trong những cái pháp như thế, chứng tỏ rằng chúng ta đang có những tiến bộ rất rõ trong vấn đề tu học. Ở đây là có cái lực đại chúng để cùng tu, cùng nghe pháp, cùng thọ trì. Còn tại gia, chúng ta cũng sẽ tự thiết lập cho mình một đời sống bình an trong chánh pháp bằng sự tiết độ, ngủ nghỉ, ăn uống, hộ trì các căn và các thời pháp, thời khóa, tu tập. Ngoài những công ăn việc làm, công ăn việc làm của chúng ta cũng là chánh nghiệp, chánh mạng, rồi chúng ta còn dành thời gian để tu tập. Những con người sống đúng theo lời Phật dạy, chúng ta không bao giờ bị những khổ đau khống chế. Nó đến, nó sẽ ra đi rất là nhanh. Và đó là nguyên nhân để hóa giải các nghiệp chướng từ quá khứ mà Đức Phật gọi là các lậu hoặc. Lậu hoặc là nghiệp, và lậu hoặc làm cho mình khổ đau. Ai cũng nói khổ thì phải có cách chuyển hóa, thì không phải là thắp nhang lên để cầu xin, không phải đến trước Bồ Tát để xin cho con bớt khổ mà mình bớt khổ được, mà chỉ cần ba pháp: hộ trì các căn, tức là không để cho mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý phóng dật theo các tập khí xấu ác. Chúng ta không có ngắm trời ngó đất, chúng ta nhìn lên. Chúng ta không để mắt mình nhìn chỗ này chỗ kia, là hộ trì cái đôi mắt này. Cho dù ngoài kia có múa lân, ngoài kia có tiếng động, ngoài kia có gì đi chăng nữa, thì hộ trì cái căn là nhãn căn này vẫn là hướng về phía trước, để con được nhiếp tâm chánh niệm. Cái miệng con nó muốn nói, nhưng con sẽ hộ trì cho cái khẩu này, cái miệng này không phải muốn nói gì thì nói, mà giờ này chỉ có thanh tịnh. Nếu có là tụng kinh niệm Phật, mà nếu có nữa thì chỉ là A Di Đà Phật, hay ngắn hơn là mô Phật. Thế thôi, chứ không để cho cái miệng này phóng túng, miệng này buông lung theo tập khí thói quen. Cảm ơn các bạn. Đó là chúng ta đang làm chủ cái căn, đó là miệng, chỉ nói những điều lợi lạc, niệm Phật, thanh tịnh, tụng kinh, nghe pháp. Và trong một ngày bát quan trai nó nhiều lợi lạc như vậy, bởi Đức Phật dạy các con sống hiện tại, chánh niệm, các con an lạc, các con hoan hỷ. Đó là con đang đoạn tận lậu hoặc, tức là hóa giải nghiệp. Nó còn khổ vì nghiệp, mà cách nào để tiêu nghiệp? Hãy chánh niệm, hãy hộ trì các căn. Cho nên cái miệng mình bắt đầu muốn nói cái này cái kia, mình nói, rồi đó, cái miệng nó sắp sửa tạo nghiệp rồi. Ta sẽ hộ trì chứ cái miệng này chỉ nói những điều hay, những điều tốt, để mà ta hóa giải nghiệp trong quá khứ và hiện tại. Ta không tạo nghiệp. Mắt mình thấy sắc là bắt đầu muốn nó, thích nó. Ta sẽ không để cho đôi mắt này bị cám dỗ bởi thấy sắc đẹp, bởi những điều ưa thích, và tâm khởi lên lòng tham. Ta phải hộ trì cho đôi mắt được thanh tịnh. Ta hộ trì cho cái tai nghe những điều vừa ý nhưng nó không tốt. Chúng ta làm chủ tâm ta, không để bị chạy theo những điều vừa ý mình, Nhưng những điều vừa ý đó nó làm cho ta tạo nghiệp. Tai chúng ta nghe lời kinh, lời pháp. Tai chúng ta nghe những cái điều trong chánh pháp. Nếu có phải nghe những điều trái ý nghịch lòng, ta vẫn giữ sự chánh niệm và không để cho ta phải chạy theo các pháp khi nhìn, khi ăn, khi nghe. Đó gọi là hộ trì các căn. Như vậy, mình đang hộ trì các căn ngay trong khi mình về tu bát quan trai. Và mình hộ trì các căn nguyên một ngày hôm nay. Rồi mình sẽ tập hộ trì các căn khi mình rời ngôi chùa, mình trở về mái nhà của mình. Mình luôn luôn tự hỏi mình có hộ trì các căn không? Trước khi ra các pháp của trần gian sẽ lôi cuốn chúng ta nói những điều phi pháp, nói thấy, nói không thấy, không thấy, nói thấy, nói đòn sóc hai đầu, nói lưỡi đôi chiều, nói thô, nói ác, là mình đã không hộ trì cái khẩu. Khẩu nghiệp không thanh tịnh. Rồi đôi mắt sẽ cho chúng ta hấp dẫn những điều không thanh tịnh. Tai cũng vậy, thích nghe những điều ngọt ngào. Đó. Cho nên là chúng ta thường hay sám hối các căn, bởi vì các căn thường hay buông lung, phóng dật. Vì vậy, tu tập là để tập hộ trì các căn trong chánh niệm. Vì Đức Phật dạy, nếu ngay trong hiện tại hàng đệ tử Phật sống an lạc với hoan hỷ, rồi thường xuyên hộ trì các căn tiết độ trong ăn uống, chánh niệm, tỉnh giác, thì các vị đang hóa giải các nghiệp chướng trong hiện tại và trong quá khứ, mà Đức Phật gọi ra đoạn tận các lậu hoặc. Thưa đạo tràng, vậy bài học đầu tiên đạo tràng chúng ta hãy nhớ trong bài pháp hôm nay, để được an lạc phải nhớ hộ trì các căn. Mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, miệng ăn, mũi ngửi mùi hương, thân xúc chạm các pháp, tâm nghĩ này nghĩ kia. Thì khi các căn khởi lên những điều đó, chúng ta phải chế ngự, không để cho tham ái, không để cho ưu sầu, không để cho bất thiện pháp khởi lên. Bởi vì nó khởi lên hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây. Mà khởi đâu mình khổ đó, khởi đâu mình bị cuốn theo đó, thì mình sẽ không bao giờ được an lạc. Mình phải luôn luôn sống trong chánh niệm. Bởi hãy nhớ các pháp đều là giả, là tạm, là bài học đến để chúng ta tu tập. Muốn được hộ trì như vậy, hàng đệ tử Phật thường giữ tâm thanh tịnh bằng các pháp tu như thiền quán, thiền định, niệm Phật, trì chú, tụng kinh, sám hối. Và khi chúng ta làm các việc, mình rời xa đạo tràng rồi, mình bước ra cuộc sống bên ngoài, tâm của chúng ta thường phải chánh niệm trong hơi thở vào ra, hoặc là nhớ niệm Phật. Những cái pháp đó đơn giản như vậy nhưng rất quan trọng. Nó giúp cho chúng ta hộ trì các căn và hạn chế sự tạo thêm các nghiệp, các tội, và làm cho chúng ta khổ đau trong cuộc sống. Chuyện ăn uống cũng vậy các vị. Tiết độ trong ăn uống có nghĩa là khi chúng ta thọ dụng thức ăn để nuôi mạng sống, chứ không phải vì đam mê, vì hưởng thụ, vì làm đẹp, mà để cho thân này được an trú, được bảo dưỡng, không bị phương hại, và để chúng ta có sức khỏe mà tu tập. Khi chúng ta luôn luôn chánh niệm như vậy, ta sẽ không có lỗi lầm, không săn chắc lòng tham, và như vậy ta được an lạc trong cuộc sống. Cho nên con người chánh niệm tỉnh giác thì ban ngày hay ban đêm, lúc đi kinh hành hay khi ngồi, ta không bị các pháp phá chúng ta, làm cho ta bị chướng ngại. Khi cái này cái kia đến, bắt đầu là mình buồn. Mình đang tu, mình nhớ cái chuyện hôm qua, cái chuyện người ta mắng mình, người ta vu khống mình, nói xấu mình, cái bắt đầu mình buồn. Thế đây là một cái pháp làm cho ta chướng ngại. Ta phải nhiếp tâm trong hơi thở vào ra. Mà mình mắc để tâm vào trong cái hơi thở, hít vào biết đang hít vào, thở ra nhớ ta đang thở ra, thì làm sao nhớ được cái chuyện buồn ngày hôm qua? Tại cái tâm của mình chỉ nhớ được một thứ thôi. Nhưng thường là chúng ta quên cái pháp chánh niệm trong hơi thở. Chúng ta quên hoặc là phát niệm Phật. Chúng ta quên những điều Đức Phật dạy. Mà chúng ta cứ để tâm mình đi theo các nỗi ưu phiền trong cuộc sống. Nó cuốn chúng ta đi giờ này sang giờ khác. Cho nên cái mặt nó buồn nè, nó sanh ra nhiều nếp nhăn nè, nó đau khổ nè, nó chóng già và chóng chết. Vì vậy con người ta sống trong pháp chánh niệm. Vào, hít vào, biết tôi đang hít vào. Thở ra nè, là nghe cái môi trên nó mát mát. Đó là cái hơi thở ra. Biết cái lỗ mũi của mình nó đưa ra một cái luồng khí, làm cái phần môi trên nó mát. Mình nghe cái đó, mình để ý vào cái hơi thở đó, thì nó cũng nghĩ chuyện khác được. Nhưng mà mình học là như vậy, nhưng mà mình không có để ý cái chuyện thở. Mình mắc nghĩ, mắc buồn, mắc khóc, mắc than phiền, u sầu bi khổ. Cho nên mình tu hoài mà mình không có an lạc. Bởi vì là mình không chánh niệm trong cái lời Đức Phật đã dạy, trong các cái pháp môn tu tập. Cho nên muốn hóa giải nỗi khổ niềm đau, mình phải có nương tựa pháp môn. Đức Phật dạy: này các hàng đệ tử Phật, này các tỳ kheo, các vị thường hay ưu phiền đau khổ, hãy chuyên tu trong ba pháp ấy, thì ngay hiện tại được an lạc, được hoan hỷ. Và đó cũng là nguyên nhân các vị hóa giải được nghiệp chướng của mình. Đây là lời Đức Phật dạy trong Kinh Tương Ưng Bộ, cái phần hỷ lạc. Đấy là sư trích lời Phật dạy để cho chúng ta được nghe. Thế thì chúng ta được tu tập, chúng ta biết hộ trì cho các căn, chúng ta biết ăn uống tiết độ, biết chánh niệm tỉnh giác, thì đó là những người đệ tử đang tinh tấn. Nếu không, chúng ta sẽ bị dục tham, sân hận, hôn trầm, trạo hối, nghi ngờ làm cho chúng ta đau khổ. Lòng tham làm cho mình đau khổ, ham muốn làm cho mình đau khổ, sân hận làm cho mình đau khổ, hôn trầm là sao? Là sư ngồi giảng mà các vị đâu có nghe. Các vị mắc buồn ngủ, các vị để tâm chạy chỗ này chỗ kia là hôn trầm. Trạo hối là tán loạn. Và nghi ngờ, không có tin tưởng chánh pháp, chướng ngại thiền định, nghe pháp không nhiếp tâm. Và do vậy tu tập bao nhiêu cũng không chuyển hóa được. Cuộc sống muốn an lạc, hãy nhớ chánh niệm. Con người phóng dật thì chư Phật không hoan hỷ, chư thần chư thiên gì cũng quở trách chúng ta. Cho nên cái người về tu là phải trang nghiêm thanh tịnh. Vậy tại đây có lực của đại chúng mà còn không trang nghiêm thanh tịnh, ở nhà chúng ta phóng dật cỡ nào? Cả hàng ngàn pháp thế gian làm cho ta phóng dật và điên đảo. Kính thưa quý Phật tử, phóng dật loạn động, đó là những phiền não đó. Khi mình chưa biết tu, mình phóng dật, mình nói này nói kia, mình thấy bình thường. Nhưng con người đã biết tu, phải biết phóng dật loạn động là nguyên nhân tạo nghiệp, nguyên nhân phiền não, nguyên nhân làm cho chúng ta đệ tử Phật mà không có chánh niệm. Bởi vì hàng ngày là phải xúc cảnh, tức là nhìn, ngó, phải là bị phan duyên và các duyên nó tác động vào các căn của chúng ta. Người tu mà không có chừng mực thì cũng chẳng khác gì người ở trần gian. Tại sao nói phải vui trong chánh niệm? Bởi vì không, chúng ta sẽ nói rất nhiều, cười nhiều, đùa nhiều, nói không mục đích, nói chuyện người khác, ca hát nghêu ngao, thấy chưa? Buông thả sáu căn, chạy theo các cảnh, tâm không an tịnh, thân chẳng oai nghi. Thấy vui như vậy nhưng chúng ta không hề có an lạc và đang tạo nghiệp. Ngồi như vậy, thấy yên như vậy, nhưng mà gọi là an lạc trong chánh pháp. Đây là một cái bài kinh. Sư nhắc lại, lúc đó Đức Phật cũng ở trong vườn ôm cấp cô độc, rừng cây kỳ đà, nước xá vệ. Thì những cái vị tỳ kheo trẻ ở Câu Tát La du hành nghỉ trong một khu rừng. Vì mới tu mà, còn tập khí mà, cho nói nhiều, nói chuyện người khác, đùa giỡn, ca hát, tâm không định, buông thả các căn, chạy theo sáu cảnh. Thì chư thiên ở trong rừng thấy các vị tỳ kheo trẻ không thu nhiếp oai nghi, tâm không thanh tịnh, cho nên các chư thiên nói: tại sao đệ tử của Đức Phật mà tâm không chánh niệm, không quán các pháp vô thường, không thể nào thoát được khổ đau? Gọi là xin ăn uống mọi nơi, dạo khắp mọi cửa nhà, mong của mà xuất ra, mà lại nói những điều bất chánh. Tăng già lê phết phết như trâu già kéo đuôi. Chư thiên chê những cái vị tu mà không chánh niệm như là tăng già lê lết phết, là y nè, y mà không có trang nghiêm, áo mà không trang nghiêm, xúc sổ lết phết, cười nói điên đảo, như trâu già kéo đuôi vậy thôi. Bấy giờ là các tỳ kheo mới hỏi các thiên thần: các vị chư thiên chán ghét chúng tôi chăng? Thì vị chư thiên mới nói: tôi không nói dòng họ, tôi không nêu đích danh ai, mà nói chung tất cả. Nếu làm điều bất thiện, tướng lậu hoặc phơi bày, thấy tu mà đau khổ, chẳng hề có an vui, cho nên tôi không kính lễ. Nhìn như vậy mà thấy cái nghiệp nó lộ trên mặt. Chứ mình tu mà không trang nghiêm, ta thấy nghiệp nó lộ, vui mà lại thấy lộ nghiệp ra. Còn mình trang nghiêm, mình vẫn có nghiệp, nhưng mà trên con đường hóa giải nghiệp. Thì các vị thấy cái sự tu của mình rất cần cái pháp chánh niệm. Đây là cái câu chuyện thiên thần nhắc nhở các vị tu còn trẻ phải chuyên tinh tu hành mà để đoạn trừ phiền não. Đây là một bài kinh Tạp A Hàm mà sư kể lại cho các vị nghe. Chứ mình tu ở đây, mình trang nghiêm thanh tịnh là chư thiên long thần hộ pháp thấy hết, hộ trì hết. Mà mình không trang nghiêm thanh tịnh, các ngài cũng thấy hết. Tại vì các ngài cảm nhận chúng ta bằng thế giới tâm thức, chứ không phải bằng hữu hình hữu tướng như mình, mà bằng thế giới tâm rất bén nhạy, rất sâu sắc và chính xác. Cho nên mình được đi tu tập bát quan trai là một cái nhân duyên rất lớn để mình được tu tập trang nghiêm, chánh niệm. Chúng ta phải nhớ rằng thời Đức Phật còn tại thế, có một lần Ngài đã thuyết pháp và có những chúng sanh từ trong quá khứ đã chưa hề biết Tam Bảo Phật Pháp Tăng, mà chỉ quen nghe tiếng nói của súc sanh. Họ tiêu phí thời giờ trong việc ăn uống, vui chơi, múa hát, nên không thể nghe giáo pháp. Thì lúc đó Đức Phật ở Tinh Xá Kỳ Hoàn có 5 vị tín đồ đến nghe Ngài giảng pháp. Họ đảnh lễ Đức Phật, họ ngồi sang một bên giống như vậy. Đức Phật thì không phân biệt ai ai hết, bắt đầu bình đẳng thuyết pháp. Nhưng mà 5 người mà ngồi trước mặt Đức Phật đó, các vị biết làm sao không? Người thì ngủ gục, một người lấy ngón tay bươi trên đất, một người lại nhảy ra ngoài đong đưa cành cây ngoài kia, một người thì ngó ở trên trời, thấy chưa? 4 người lơ đễnh, chỉ có một người chăm chú lắng nghe. Tôn giả A Nan là thị giả đứng hầu Đức Thế Tôn, quan sát cử chỉ của 5 người ấy, bạch Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, tiếng Đức Phật giảng như là tiếng sư tử hống, như sấm rền, mà 5 người ngồi nghe lại 5 cái cử chỉ khác nhau. Thấy chưa? Chỉ có một người là chăm chú thẳng lưng chánh niệm mà nghe thôi. Còn một người thì ngó lên trời, người đong đưa cành cây, người bươi tay dưới đất và một người thì ngủ gục. Tại sao như vậy? Trước mặt Đức Phật mà 5 người diễn 5 cảnh, các vị thấy không? Tại sao? Cũng do nghiệp. Chứ không phải nói nhờ có Phật mà con nghe được đâu nghe. Nghiệp của mình, nghiệp nó cuốn đi nếu mà mình không có chánh niệm. Đức Phật mới trả lời như thế nào? A Nan, ông có biết không? Người ngủ gục ấy từng làm rắn trong 500 kiếp, từng cuộn mình ngủ say, nên kiếp này cũng ưa ngủ. Lời giáo pháp thanh tịnh tra nghiêm cũng chẳng thể nào lọt vào tai vị ấy được. Còn ông có biết không? Cái người luôn luôn dùng tay bươi dưới đất là 500 kiếp làm côn trùng chui trong đất, nên giờ đây nghe pháp mà tay cứ bơi đất, chẳng chịu nghe lời ta. Đó. Một người mà một lần khoác áo chư thiên, một lần mà làm rắn thì không thể nào biết số kiếp luân hồi làm rắn là bao nhiêu. Nhiều lắm các vị ơi. Cho nên á, mình nói chuyển nghiệp thì rất là khó. Bởi vì một cái nghiệp nó tạo từ vô lượng kiếp mà thành ra một cái nghiệp, mà gọi là chuyển nghiệp, là mình phải rất là tinh tấn. Người cứ lay lay cái cành cây là 500 kiếp làm gì? Khỉ. Thói quen truyền cành, nên bây giờ mà không leo mà có ngồi đây, tâm các vị cũng đang truyền cành, không có ở đây. Còn cái người cứ ngồi lên trời là 500 kiếp làm chim tinh gia, coi trời, coi đất, coi sao, nên ngày nay cũng cứ nhìn lên trời mà chẳng nghe ta nói gì. Còn người ngồi nghe chăm chú là đã mấy trăm kiếp tụng đọc kinh điển, nên giờ đây cũng chăm chú mà nghe lời thuyết pháp. Thế là Ngài A Nan mới nói: Bạch Đức Thế Tôn, Ngài giảng thấm như là chẻ da xương, tại sao mà họ vẫn không thể nghe được? Đức Phật mới nói: Này A Nan, ông tưởng giáo lý dễ nghe lắm sao? Vui chơi rất dễ, ca hát rất dễ, tạo nghiệp rất dễ, nói xấu rất dễ, đòn sóc hai đầu rất dễ, nói lời thêm bớt rất dễ. Nhưng nghe giáo lý, ta có thể nói với ông rằng rất khó. Bạch Đức Thế Tôn, tại sao như vậy? Này A Nan, ta nói rồi, những chúng sanh này từ trong lòng vòng luân hồi vô tận, đã không nghe Tam Bảo, đã không nghe giáo pháp, và trong vòng sanh tử vô cùng chỉ nghe tiếng nói của súc sinh, của tham dục, của si mê và sân hận. Cho nên họ sẽ tiêu phí thời giờ trong ăn uống, vui chơi, múa hát. Họ đến đây là đến thôi, chứ chỉ mong hết giờ để tiếp tục tập nghiệp thói quen của chính mình. Cho nên Đức Phật mới nói câu pháp cú: lửa nào bằng lửa tham, chớp nào bằng sân hận, lưới nào bằng lưới si, sông nào bằng sông ái. Cho nên ai khổ nhiều lẫn quẩn mấy cái này nè. 1 là tham, 2 là sân, 3 là si, 4 là ái. Nó cứ vòng vòng ở trong đó mà nó ra không được. Cho nên chúng ta tu tập hãy chánh niệm, mình là chính mình, trong pháp chánh niệm tu tập của mình. Đừng bị các pháp thế gian nó lôi cuốn. Bây giờ hai vợ chồng đời sống á, cũng có thể là khi vui khi buồn đó, phải không? Nhưng mà buồn cái rồi mình phải cho nó đi. Mình biết là đến để cho mình học cái bài cuộc sống thôi, cuộc đời là vậy thôi, chứ không để nó khống chế. Vì vậy đó là mình nói thôi ông, các pháp đến với mình để cho mình học cái bài học của cuộc đời. Chứ mình biết trần gian là quán trò, trần gian là giả tạm, mà sao hai vợ chồng mình cứ buồn khổ làm gì? Cho nên đến rồi hãy để cho nó đi cho nhanh, không để cho nó khống chế tâm thức của ta. Đó, thế là tự nhiên mình nhắc nhau như vậy, mình cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Kể một câu chuyện quy luật của xe rác, là có một cái người Phật tử đó, họ đi taxi ra phi trường, đang chạy đúng làn, tự nhiên từ bãi đậu xe phía trước một chiếc xe nhà phóng ra. người lái taxi thắng một cái kíp để cho không va chạm, và hai chiếc xe tránh nhau trong đường tơ kẽ tóc. Người lái xe bên cái chiếc xe đen kia kìa, mở cửa xe mắng xuống, mà trong khi người ta đang chạy, xe này đâm ra, mà chính cái xe lại mắng cái xe ông tài xế taxi này. Nhưng mà ông taxi lại vẫy tay chào, sorry, sorry, xin lỗi, xin lỗi. Mà chưa biết ai là người có lỗi, nhưng mà ông tài xế ông nói xin lỗi. Thế thì cái anh chàng này mới thấy ông tài xế này tử tế, tại sao anh hiền vậy? Ông kia tí nữa là tông vô xe anh rồi. Mình đâu có gì sai đâu, mình đang đi đúng làn. Người ta đâm vô, không bóp còi, không có đèn hiệu. Tí xíu nữa là hai tôi với anh vào Việt Nam hết. Vậy mà anh còn cảm ơn cái gì? Thì anh tài xế mới nói cho cái hành khách trên xe một cái bài học, gọi là quy luật của xe rác. Anh giải thích rất nhiều người chạy xe như thế. Họ chạy, nhưng mà đó là quy luật của xe rác. Bởi vì xe rác là chạy nhà này sang nhà kia mà chở đầy rác. Mà rác là sao? Là những cái thứ vứt đi rồi. Rác là mình không sử dụng. Trong cuộc đời mình, những thứ vứt đi là gì? Là nóng giận, là bực dọc, là phiền não, là tức tối, là chán chường. Đó là rác trong đời sống của chúng ta. Các vị cười nè, các vị hoan hỷ là ngọc ngà là kim cương. Cười cũng có phước, ngồi cười mà cũng có phước, bỏ vô túi nữa. Nhưng mà não phiền thì đó là rác. Nhưng mà chúng ta lại thích ôm rác, có đúng không? Bởi vì não phiền là tập nghiệp, là thói quen. Cho nên chúng ta biết nó không tốt, nó làm cho mình bệnh, nó làm cho mình già, nhưng mình vẫn thích ôm rác. Thế thì cái ông tài xế taxi mới nói rằng cái xe rác nó chở rác, mà rác là những cái thứ phiền não. Rác đầy ắp thì phải đem đến nơi đổ. Thì mình không khéo, nó cũng trút rác, trút phiền não lên cho mình. Rác cũng phải kiếm nơi đổ. Thì trong đời sống chúng ta, con người ta cũng dễ trút nóng giận, bực dọc, phiền não lên chúng ta. Nhất là hai vợ chồng sống với nhau, trong gia đình sống với nhau là hay bị oan, tức là giận lên thì trút não phiền cho người khác. Người ta không có lỗi gì hết cũng về hầm hầm kiếm chuyện với người ta. Cho nên đối với tôi, cái ông tài xế, ông xe lúc nãy chạy sai, tính đụng vào trong xe tôi rồi mà còn chửi tôi nữa, là tôi biết ông đang mang một sự bực dọc, ông đang mang rác. Mà nếu mà tôi nhận rồi tôi mắng chửi lại đó, thì cái rác đó về tới nhà cũng chưa có chỗ đổ nữa. Nên tôi đâu có nhận. Tôi cười, tôi vui vẻ, bởi vì tôi không nhận. Tôi vẫy chào, tôi chúc điều tốt lành, và đường ta cứ đi. Tôi không lấy cái rác đó, mà ông ta cứ việc đem rác đó đi đâu thì đi. Đó, cái này là ta ứng dụng lời Phật dạy nè. Người ta mắng chửi Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn nói tôi không nhận. Thì không nhận thì nó hoàn trả lại cho khổ chủ. Nhưng mà mình thuộc lòng câu chuyện đó, nhưng mà mình không có áp dụng được. Cứ 49 là 50 à, nói qua là phải nói lại à. Bây giờ nhớ, người ta nói lời không hay, đó là gì? Rác. Rác có nên lấy không? Không. Đem đi đâu thì đi. Xin chào, chúc lành. Đó, đơn giản thôi. Học được không? Cuộc đời chúng ta quá ngắn mà, tại sao phải sống trong hối tiếc? Cứ yêu thương nhau, đối xử tốt và cầu nguyện cho những ai đem rác đến cho mình. Xin lỗi, hãy kiếm chỗ mà đổ. Trong tôi là tràn ngập nước cam lồ, nước bình tinh thủy, tôi không có chứa rác. Nam mô A Di Đà Phật, tự nói trong tâm mình như thế. Ai cũng nhớ cái câu chuyện một cái ông mà sống ở trên đời mà ông có tới 4 bà vợ đấy. Các vị có nhớ câu chuyện không? Hạ đã nhớ thấy không? Đức Phật kể đó nha. Ông thương nhân có 4 bà vợ. Mà ngày xưa có những người người ta cho phép nhiều vợ như vậy. Thì Vợ cả xinh đẹp lương thiện, hàng ngày như hình với bóng, nửa bước không rời. Ông ta nở mày nở mặt vì cái bà vợ cả đó. Bà vợ hai thì ông ta tìm mọi cách để cưới về, bởi vì bà ta đẹp, khuynh quốc khuynh thành, nghĩa là gì? Nghiêng thùng đổ nước, đẹp quá trời à, ông cưới về. Tuyệt sắc gia nhân, cho nên phải cưới một cái bà thứ hai. Bà thứ ba nhan sắc bình thường nhưng quản lý gia đình trong ngoài tốt đẹp, đối nội đối ngoại, giàu tay hòm chìa khóa. Bà thứ tư vợ bé nhất, thường xuyên trốn ống đi ra ngoài thương nhân nhiều khi quên mất mình con bà đó nữa, thì bà chuyên môn đi chơi. Ông có bốn bà, nghe chưa? Nhưng mà một hôm thương nhân phải đi xa, đến một nơi nghèo nàn để làm ăn, thì mới nói một trong bốn bà ai sẽ đi với tôi. Bà vợ cả mới nói tôi không muốn cùng mình đi về quê đâu đó, da tôi mỏng lắm, tôi sợ cháy nắng. Bà này xinh đẹp lắm. Bà vợ hai nói tôi cũng không có muốn đi, mình lấy tôi là vì tôi quá xinh đẹp, chẳng lẽ bây giờ tôi lên cái vùng quê để tôi chết hay sao? Thế còn bà vợ ba, tôi tuy tay hòm chìa khóa của ông nhưng tôi không chịu được cảnh ăn sương nằm gió đó, tôi chỉ có thể tiễn mình đi một đoạn. Đúng lúc này ông thương nhân ông nhớ tới cái bà vợ thứ tư là bà hay đi chơi, thì ba người đầu đó từ chối hết rồi, nhớ tới cái bà thứ tư. Thì bà thứ tư nói sao? Bà thứ tư gọi về thì ông thương nhân rất bất ngờ là bà thứ tư chẳng nói chẳng rằng cuốn hành lý theo ông lên đường, đi theo ông. Ông rất cảm động. Sau khi kể xong câu chuyện này, Đức Phật mới nói các con có biết người thương nhân là ai không? Là ai? Chính chúng ta đó, chính là các vị, là sư đó. Nghe kịp không? Ông là hiện thân của mình đó. Nghe sao lạ quá à? Tôi đâu có bốn bà vợ hồi nào, tôi có một bà muốn chết rồi, tôi có bốn bà hồi nào. Mà nghe Đức Phật nói nè, hãy nghiền ngẫm nè, ba bà vợ đầu tiên, bà thứ nhất ăn nói khéo léo xinh đẹp là danh tiếng của mình đó. Bà thứ hai là tiền tài. Bà thứ ba đó là người thân, là bạn bè, là niềm vui. Còn bà thứ tư chính là cái tâm của mình, cái tinh thần của mình, mà hàng ngày mình cho nó thả rong, đi chơi chỗ này chỗ khác, mình không có đem tâm trở về với thân bằng các pháp tu. Ba cái bà đó sống bên cạnh mình, đó là tiền tài, là danh tiếng, là các thú vui, thì mình thích lắm. Nhưng cái người mà sẽ sống bên mình và theo mình cho đến già đến chết, rồi đi theo mình kiếp sống sau, đó là cái tâm của mình. Nhưng mà mình hàng ngày đã bỏ quên, cho đi rong ruổi mà không tu tập. Cho nên muốn hóa giải phiền não phải đem tâm trở về với thân. Giờ phút này tâm các vị ở đâu? Cho một tràng pháo tay. Vậy là sự tu tập không có cầu xin mà có được, phước báo không thể đi cầu xin mà có được, mà chúng ta phải tự tu tập. Người mà đầy phiền não thì có sống trên đống vàng, đống bạc để làm gì? Phải thanh thản, phải nhẹ nhàng. Cho nên cái tâm phải thường xuyên nó ở đây, nó tu tập với mình. Nhiếp tâm chánh niệm. Chúng ta phải nhớ cái câu chuyện Tô Đông Pha là bạn của Phật Ấn. Không? Tô Đông Pha là ông quan, Phật Ấn là một vị thiền sư. Hai người chơi thân với nhau. Ông Tô Đông Pha cùng với Phật Ấn đến chùa Thiên Trúc. Mà đến ngôi chùa đó, thấy tượng Quan Âm ở chùa Thiên Trúc lại cầm chuỗi hạt, gọi là Quan Âm sổ châu. Thì đó, ông Tô Đông Pha mới hỏi Phật Ấn, ủa, Quan Thế Âm Bồ Tát thành Phật rồi mà sao tay còn cầm chuỗi hạt, là ý gì? Ngài Phật Ấn mới trả lời, Đức Quan Âm Bồ Tát đang niệm Phật đó. Thì ông Tô Đông Pha nói, niệm Phật là niệm danh hiệu của ai? Niệm A Di Đà Phật hả? Ngài Phật Ấn nói, không, cũng niệm Quan Âm Bồ Tát mà thôi. Thì Ngài Tô Đông Pha nói, ủa bản thân là Quan Âm mà lại còn niệm Quan Âm à? Ngài Phật Ấn nói, đi cầu người không bằng cầu tánh Phật của chính mình. Cho nên Phật Hoàng Trần Nhân Tông từng nói, Phật trong nhà chẳng phải tầm xa, nhân khuấy bổn nên ta tìm Phật, chiến mới hay chính Phật là ta. Chính Phật là ta, chính ta là Phật. Nếu chúng ta sống trong chánh niệm, hộ trì các căn, tiết độ ăn uống, giữ gìn giới hạnh, thế chúng ta là Phật, Phật là ta. Còn bây giờ khi mình chưa biết tu, mình phải cầu Phật bên ngoài. Mình biết tu rồi thì hộ trì các căn, chánh niệm tỉnh giác, tiết độ ăn uống, thì chính ta là Phật, chính Phật là ta. Phật ấy là tánh Phật á, tánh Phật trong veo giường tuyết nguyệt á. Chứ mình là Đức Phật 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Nhìn lại mình á, không có cái vẻ nào đẹp, không có cái tướng nào tốt. Tại vẻ đẹp tướng tốt là do phước báo mà sanh ra. Mình hầu hết là mình tạo nghiệp, cho nên mình chưa có vẻ đẹp, chưa có tướng tốt. Nhưng mà mình tu là mình sống với tánh Phật của chính mình, mà ai cũng có tánh Phật. Các vị nghe Pháp có thấy vui không? Vui trong tham dục, vui là khổ. Khổ để tu hành, khổ là vui. Đi xuống chết, rồi ngồi nghe Pháp, lát xuống có cơm. Trang nghiêm thanh tịnh, một ngày bao nhiêu phước đem về. Sung sướng và hạnh phúc quá. Cho nên cái đạo tràng Thiền viện Bồ Đề càng ngày càng đông người tu tập, phước báo tăng trưởng, nỗi khổ niềm đau được hóa giải. Kính thưa toàn thể đạo tràng, chúng ta nhớ cái quy luật của xe rác hôm nay sư nói đó, thì chúng ta sẽ hóa giải rất là nhiều cái rắc rối, cái não phiền trong cuộc đời. Cứ ai nói cái gì linh tinh, mình nói thôi đó là rác. Mà rác của tôi quá nhiều, tôi chưa đổ nè, tôi còn hốt thêm chi nữa. Tôi chưa có đủ khả năng hốt rác, đựng rác của người. Cho nên thanh tịnh mà niệm Phật, thay vì nghe những lời bát nháo điên đảo thế sự, thì ráng mà niệm Phật, nghe Pháp tụng kinh. Các vị ở nhà có thường hay nghe Pháp không? Đức Phật dạy có những Pháp cho con người ta hóa giải nỗi buồn, phiền não trong cuộc sống. Tại vì cái nỗi buồn nó tồn tại nhiều cách, nhiều dạng khác nhau. Có nhiều người buồn mang mác, có nhiều người sống để bụng, chết mang theo. Mới sanh ra mặt buồn, buồn xóa hỏi. Tại vì nó buồn từ kiếp trước, nó vô bào thai nó buồn, đẻ ra nó buồn tiếp. Mình không có chịu như vậy, mình phải vui. Để nếu có một kiếp sống mới thì mình phải là như một đóa hoa sen. Cho nên có buồn mang mác hay buồn thấu trong lòng, đều là buồn, thì đều phải kiểm soát, đều biết là mình đang buồn, mình đang bị các pháp trần nó khống chế. Chuyện trần gian, chuyện điên đảo làm lu mờ Phật tánh. Mình phải kiểm soát mình đang buồn vì cái gì đây. Mình phải, tại sao phải ngồi thiền? Để kiểm soát mình đang nghĩ cái gì, hôm nay mình buồn vì cái gì. Có không? Có làm cái việc đó không? Dạ không. Chứ làm gì? Buồn than, gọi điện thoại kể lể, trách móc, chê bai, bắt đền. Vậy là chưa tu. Phải ngồi yên, lắng nghe, kiểm soát tâm. Hôm nay tôi buồn vì điều gì? Và có người nói, hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn không biết vì sao tôi buồn. Buồn nó vô ở trong người mình từ kiếp nào, lúc nào cũng buồn hết, mà không có lý do. Mình phải tu đi chứ. Cái mặt mình lúc nào cũng buồn buồn hết, mà ai làm mình buồn vậy? Không có. Chuyện gì buồn vậy? Không biết. Như vậy là nó theo mình từ cái kiếp nào rồi. Thế mặt vậy sao vui, sao sáng. Vậy mà sao người ta dám tới gần mình, ta tin tưởng, ta chia sẻ cái gì. Mình phải có cái năng lượng của lạc quan, năng lượng của sự tu tập, của chánh niệm, thì mình mới giúp được cho người khác. Có thể là chồng mình, có thể vợ mình, có thể con mình. Mà mặt mình lúc nào cũng u sầu vậy, không ai dám lại gần mình hết. Mình làm sao mà người ta phải thấy rằng đến với mình, người ta hóa giải được ưu phiền, hóa giải được nỗi khổ, niềm đau. Thế như vậy phải bằng các pháp tu trong chánh niệm. Thế thì Đức Phật dạy sao? Thường mình nói buồn tại cái này, tại cái kia. Phật nói, đạo đâu có nằm ở trên trời, đâu có dưới đất, mà đạo ngay trong tim các vị. Mình hay đổ thừa cái chỗ này, chỗ kia, nhưng mà thật sự ngay trong ta. Ai nhận thức được chính mình, ai hiểu được tâm mình, thì đó là người thức tỉnh. Cho nên sư đọc tặng cho các vị mấy câu thơ. Chẳng phải chuyện ta, chuyện của đời, giàu sang xấu đẹp khắp muôn nơi. Dở hay phải trái trong thiên hạ, vướng mắc bao giờ tâm thảnh thơ. Lấy bỏ ghét thương chuyện của người, chung tình hay sống bạc như vôi. Kẻ theo chân Chúa, người theo Phật, xem lại không là chuyện của tôi. Vậy mà sao tôi quan tâm quá à? Chuyện lấy, chuyện bỏ, chuyện ghét, chuyện thương người ta. Ta chung tình hay ta phản bội người ta, ta đạo Chúa, đạo Phật của người ta. Vậy mà sao cái gì cũng mình có bàn trong đó, mình có biết trong đó, mình vướng mắc ở trong đó. Cho nên không phải là chuyện của tôi, mà tôi cứ mang hoài, tôi mang rác rất là nhiều. Và do vậy tâm ta không bao giờ thảnh thơi cả. Thưa các vị, có người buồn vì người thân chết, buồn dữ lắm, người thân không chết. À, tại vì sống có trọn tình trọn nghĩa chưa? Sống trọn tình trọn nghĩa, chết không có cái gì mà buồn. Cho nên muốn không có đau khổ đối với sự sanh ly tử biệt, hãy sống tốt với người ở bên cạnh mình, chung quanh mình và có duyên với mình. Thì khi mà mãn duyên rồi đó, mình không có gì hối tiếc. Sư kể chuyện bác học Edison. Ông là sáng chế ra cái bóng đèn, bây giờ toàn thế giới đó. Ông là một bác học cực kỳ trí tuệ. Ông sáng chế ra rất là nhiều thứ liên quan, và đến cái đời sống hôm nay văn minh, sáng đẹp nhờ cái công của bác học này. Mà sư nói cái ông bác học này là trên trời xuống đem ánh sáng, chế ra cái bóng đèn. Mà trước khi ông thành công cái bóng đèn là ông thất bại hàng ngàn cái thí nghiệm mới thành công được. Mình không tu, không thiền tập, không chịu khó, không chịu khổ, không sám hối, không tu tập, ngồi một chút mệt mỏi ra giường nằm ngáy pho pho, mình không có được cái kết quả gì hết. Mà ông Edison này đó, ông thành công cái bóng đèn đó, ông phải làm 1000 cái thí nghiệm thất bại rồi mới có cái ngày thành công, mới có ánh sáng cho cả cái thế gian này, là nhờ cái công đức của bác học Edison. Thì làm lụng vất vả cả đời, dành dụm được rất là nhiều tài sản, nhưng mà chỉ một đêm định mệnh, khi hai vợ chồng đang ngủ say, nhà bốc cháy. Có phải người ta làm ra bao nhiêu phước mà nhà người ta không cháy đâu. Nhưng mà hai vợ chồng may mắn là chạy ra ngoài thoát chết. Chỉ có căn nhà với toàn bộ tài sản thiêu ra tro. Thì nhìn gia nghiệp bốc cháy, vợ Edison khóc vật vã. Trời ơi, không còn gì hết, mất hết rồi. Edison bình tĩnh, im lặng, thản nhiên. Sao bà vợ nói, mất hết rồi mà ông trơ trơ như vậy đó hả? Ông nói, tôi đâu có trơ trơ, hãy nhìn đám lửa cháy đi, mình không có cơ hội để nhìn nó lần thứ hai. Ông cũng buồn chứ, nhưng mà đâu phải vì như vậy. Ông phải biết cái may là vợ chồng còn sống đây. Ta phải nhìn cái tốt, ta phải nhìn cái lạc quan, ta nhìn cái khổ sao sống. Thế cái cuộc đời này chúng ta muốn gì nữa? Bây giờ và ở đây là quá sức tuyệt vời. Ông bác học nhìn thấy nhà ông cháy, ông nói vợ chồng mình còn sống, hãy hạnh phúc, hãy vui lên. Mà nhìn cái cách sống của ông ấy, thấy chưa nào? Hãy lạc quan. Và chúng ta bây giờ là rất lạc quan. Bao nhiêu thăng trầm biến động, bao nhiêu dịch bệnh xảy ra, chúng ta giờ còn gặp nhau, chia sẻ pháp thoại cho nhau nghe. Chúng ta có hạnh phúc không? Vậy bây giờ, trước khi kết thúc pháp thoại hôm nay, sư nhắc lại 7 điều tuyệt vời Đức Phật đã dạy cho chúng ta để hóa giải các muộn phiền. Thứ nhất, sự thanh tịnh an vui ngay ở trong tâm ta, chẳng phải tìm đâu xa. Đó là điều đầu tiên. Cả cuộc đời chúng ta làm việc, tu tập, đến cuối cùng chúng ta muốn được an nhàn ở trong cuộc sống, thì chúng ta đừng bao giờ mà đi vọng tưởng điên đảo, tìm kiếm chỗ này chỗ kia. Chỉ cần hóa giải bớt tham sân si, không ganh tị, bỏ ganh đua, tự thân ta thấy nhẹ nhàng, cuộc đời bỗng đẹp sao. Dù thân thể triền miên mang đầy thương tích là sao? Ai cũng khổ, ai cũng đau, ai cũng buồn. Nhưng mà nhờ ánh sáng trí tuệ của Đức Phật, ánh sáng bát nhã soi sáng cho chúng ta. Không có gì là thật có. Tại sao ta lại phải quá khổ đau? Ta hãy mỉm cười, an lạc và tinh tấn tu tập. Cho nên điều đầu tiên là sự thanh tịnh ngay ở tâm ta. Thứ hai, sân hận tức giận, nó là cục than hồng. Trước khi muốn làm đau người khác, nó làm phỏng chính ta trước. Vì vậy, người muốn hóa giải não phiền, buồn đau, bỏ sân hận, bỏ tức giận đi. Khi mình giận người khác thì giận là mất khôn. Thứ hai, cái người đau buồn là chính chúng ta, chứ không phải là đối tượng. Muốn an lạc, các vị hãy hóa giải các nỗi niềm sân hận. Thứ ba, cái tâm ta nào, mọi cái suy nghĩ, cái thế giới tâm của mình, nó sẽ là gì? Nó sẽ hiện ra cái cảnh của mình. Cái người khổ nhiều là tâm khổ, thì hiện ra cảnh khổ. Người sống với cái tâm an lạc thì khắc cái cảnh an lạc nó đến với mình. Chính cái tâm mình định hình cái thế giới chung quanh ta. Cho nên hãy để tâm chánh niệm, thân này giữ gìn giới hạnh, nó sẽ hình thành một cái cảnh giới, cái pháp giới tốt đẹp chung quanh chúng ta. Nếu chưa tốt thì mình tu tập đi, rồi thời gian sẽ chuyển hóa. Rồi thứ tư, chiến thắng bản thân là chiến công oanh liệt nhất. Hôm nay các vị ngồi rất thẳng nha, mà không ngủ gục một ai nha, rất là hoan hỷ nha. Các vị đã chiến thắng bản thân. Mà không biết ở tại gia mình có ngồi yên được nửa tiếng mà ngồi thiền niệm Phật được không? Cái tu một mình mới là khó. Chiến thắng bản thân là được thành tích thắng lợi có hay không là xem các vị tu tập tại gia. Mình về mình coi coi ở nhà ổng tu làm sao, bà tu làm sao. Sao tôi thấy trên đạo tràng ông ngồi trang nghiêm dữ vậy? Mà sao về nhà thấy ông nói hoài vậy? Nhắc nhau. Cái chánh niệm trong mọi lúc mọi nơi mới đem lại cho chúng ta sự an lạc trong cuộc sống. Thứ năm, thay thế đố kỵ ganh ghét bằng ngưỡng mộ cái tốt của người khác. Thay vì đố kỵ, thay vì ganh ghét, hãy ngưỡng mộ. Thế em rất là hạnh phúc. Điều thứ sáu, tăng trưởng từ tâm. Cái đó quan trọng nhất. Người có tâm từ lớn bao nhiêu thì dễ thương bấy nhiêu. Nhân từ là cái cốt lõi. Đạo Phật từ bi và trí tuệ. Cho nên người đệ tử Phật muốn có an lành, muốn có hạnh phúc, hãy tăng trưởng từ tâm. Cuối cùng, đó là hãy tùy duyên. Bàn tay ta vun đắp, thành bại thuộc vào duyên. vinh nhục ai không gặp, có chi phải ưu phiền. Mình làm hết cả rồi, bằng tất cả tấm lòng rồi, bằng tất cả công sức của mình rồi. Thành hay bại nó cũng còn do duyên. Cái vinh, cái nhục trên đời này ai cũng gặp. Cho nên không có gì phải ưu phiền. Hãy tùy theo duyên mà sống, chúng ta sẽ an lạc. Cho nên 10 hạnh phổ hiền, cái rất quan trọng đó là tùy thuận chúng sanh. Tùy thuận chúng sanh rất là quan trọng. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.